Triều Tiên xóa sổ di sản cuối cùng của hợp tác liên triều. Triều Tiên hôm nay đã cho nổ một phần các tuyến đường kết nối với Hàn Quốc, động thái hướng tới xóa bỏ những di sản hợp tác cuối cùng giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước đó đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với quốc gia láng giềng và từ bỏ mục tiêu đạt được sự thống nhất hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường ghi ông Uy và Đông Hy ở phía bắc đường phân giới quân sự MDL vào khoảng giữa trưa ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương. Đây từng là những tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng đóng vai trò cầu nối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, được sử dụng cho các dự án hợp tác kinh tế và giao lưu nhân đạo. Bộ thống nhất Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên và cho biết nước này có thể cân nhắc kiện Triều Tiên, vì dự án kết nối đường bộ và đường sắt liên quan đến khoản vay trị giá 133 triệu USD của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Ku Bi-jang Sam nhấn mạnh, những gì Triều Tiên đã làm ngày hôm nay, cho nổ các tuyến đường kết nối liên triều là một sự vi phạm rõ ràng đối với thỏa thuận liên triều. Chúng tôi coi đó là một hành động rất bất thường và lên án mạnh mẽ. Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ nổ cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt liên triều. Các nhà quan sát cho rằng khó có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, quy mô lớn nhằm vào Hàn Quốc do nguy cơ đối mặt với một cuộc trả đũa lớn hơn của Liên quân Mỹ-Hàn. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một thông điệp chính trị mạnh mẽ của Triều Tiên giống như cách nước này từng làm trong quá khứ. Năm 2020, Triều Tiên cũng từng cho nổ một tòa nhà văn phòng liên lạc ngay phía bắc biên giới để trả đũa các chiến dịch giải truyền đơn của phía Hàn Quốc. Nếu như trước đây, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thường được đánh giá là mang tính chu kỳ, thì hiện nay đang chứng kiến những dấu hiệu leo thang nguy hiểm. Hồi tháng 1 năm 2024, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố từ bỏ mục tiêu thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên và chính thức coi Hàn Quốc là kẻ thù chính, một quyết định khiến giới quan sát ngạc nhiên vì dường như phá vỡ cách tiếp cận lâu nay của những người tiền nhiệm về việc thống nhất bán đảo Triều Tiên theo các điều kiện của Triều Tiên. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến. Các quan chức Hàn Quốc cho biết kể từ đầu năm 2024, Triều Tiên cũng đã bổ sung các rào chắn chống tăng và đặt mìn dọc biên giới. Chính quyền tỉnh Gyeonggi, lân cận thủ đô Seoul, đã chỉ định 11 khu vực biên giới liên triều trong tỉnh này là khu vực nguy hiểm, trong khi chính quyền thành phố Paju cho biết người dân khu vực này đang cân nhắc việc di rời khỏi nơi ở như trong tình trạng chiến tranh